Vừa rồi là chúng ta đã đi một vòng các cái gian hàng rồi, thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye. Tất cả các bạn đã đến với kênh MLP Unforgettable Moment. Bây giờ mình đang đứng bờ sông của đường vào trong trường sông Hậu, cặp bờ sông đường vào trong trường sông Hậu. Thì ở đây có những cái cây xà cừ rất là gốc, rất là to, bự nha và lớn nữa. Thì rất là mát luôn, gió hiu hiu rất là mát. Tâm mình thấy có cá quậy rất là nhiều. Được rồi. Đi đi, cái sông nước gió thổi hiu rất là mát luôn. Ở đây cá rất là nhiều nha. Thấy nãy giờ quậy quá trời. Đó. Đây là những rốt hà cừ. Góc này chắc chừng hai người lớn đứng ôm. Còn đây nãy giờ mình thấy có một số trái xà cừ nè, đâu rồi ta?